Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng PowerPoint để làm intro clip. Thì nó là intro clip thôi, nhưng mà thực tế là sau khi làm xong thì các bạn có thể ứng dụng những cái mà mình trình bày ở đây, nếu các bạn áp dụng vào cái bài thuyết trình của các bạn chẳng hạn thế, để làm cho cái file PowerPoint, cái file thuyết trình chúng ta nó sinh động hơn. Tuy nhiên thì đây cái điều mà mình muốn nhấn mạnh ở đây là cái ứng dụng của cái việc mà mình hướng dẫn chỗ cái tool này á, thì tập trung chủ yếu vào việc là làm intro clip. Cho nên là sao nó sẽ thiên về cái hướng là tự động nhiều hơn, tức là nó chạy một mạch từ đầu tới cuối. Ví dụ như đây, như cái intro của mình các bạn coi lúc đầu đó, như hồi nãy đó, thì mình làm hoàn toàn bằng PowerPoint. Bởi vì là mình chưa biết cách sử dụng Adobe After Effects. Tuy nhiên là mình nhận thấy là hình như là PowerPoint nó cũng xử lý được thôi, tại vì nó cũng y chang như vậy. Và PowerPoint thì nó được cái là nó có thể có cái, chúng ta vào New Export thì nó cũng cho chúng ta xuất ra video. Tương tự như thế thì tức là chúng ta có thể lợi dụng cái này để chúng ta xuất ra video làm intro clip. Thì đây intro của mình, chúng ta sẽ chạy thử một lần để xem coi. Thì cái đấy là cái mẫu của mình. Các bạn có thể để ý cái nguyên tắc của chúng ta làm như sau. Đó là những trong PowerPoint thì nó quản lý những cái hiệu ứng thông qua một cái bảng là Animation Pen. Và trong cái Animation Pen thì nó có một số cái hiệu ứng, chúng ta có thể vào cái tab Animation. Ở đây mình sử dụng PowerPoint 2013, cho nên là những cái tab này các bạn là nếu các bạn sử dụng 2013 hoặc 20 cao hơn một chút xíu thì nó cũng có cái bố trí tương tự, thì mình không nói làm gì rồi. Tuy nhiên là với những cái bản 2012 trở xuống như vậy thì nó chưa có cái kiểu tab Orbit này, thì nó sẽ y chang thôi nhưng mà nó bố trí nó hơi khác một chút, thì có thể các bạn phải mò lại một chút để mà thấy những cái hiệu ứng cũng như là cái chức năng mà mình đang hướng dẫn thì nó ở đâu. Nhưng mà đảm bảo là cái nào nó cũng có, không sao hết. Như ở đây, quay trở lại với lại cái bảng Animation Pen thì ở đây nó có rất là nhiều hiệu ứng, các bạn có thể thấy như cái này nhiều hiệu ứng ha, như cái màu xanh hiệu ứng xuất hiện rồi màu đỏ là biến mất. Khi chúng ta nhìn qua đây thì nó có rất là nhiều cái lớp hình chồng lên. Tuy nhiên là thực tế là khi chúng ta chạy á, như cái hình số 7 này chẳng hạn, nó chạy ra rồi thì nó cũng sẽ có một cái số 7 biến mất. Thì sau khi đã chạy cái biến mất rồi thì cái hình cái layer số 7 đó không còn nữa. Tức là đây chúng ta sử dụng cái nguyên tắc là chúng ta sử dụng những cái hình chạy ra chạy vô biến mất, và các loại thôi, chạy ra chạy vô biến mất, và sử dụng cái âm thanh nền ở đây. Cái file này là cái file âm thanh nền. Ok, thế thì đấy là về nguyên tắc làm. Còn như sau, để tạo được những cái chữ cũng như là những cái hình thế này, chúng ta có thể sử dụng nhiều phần mềm, Paint cũng được, hoặc là tạo trực tiếp ở trong PowerPoint này cũng được, Insert chẳng hạn đấy. Thì nó có những cái word art về những cái shape, thì các bạn có thể sử dụng những cái này cũng được. Tuy nhiên là mình nếu các bạn muốn để về những cái hình nó hơi phức tạp hơn chẳng hạn thế, chúng ta có thể sử dụng Photoshop. Và lưu ý là khi chúng ta sử dụng Photoshop á, thì thường thì những cái bức ảnh khi chúng ta chèn ngược qua bên lưu hình lại thành JPEG á, và chúng ta chèn ngược lại sang bên này, thì thường là những cái hình nó sẽ hơi mờ đi một chút, chúng ta sẽ phải co nhỏ lại. Tuy nhiên là nếu các bạn muốn cho nó tốt hơn, nếu các bạn nào biết sử dụng AI chẳng hạn thế, hoặc là những cái phần mềm mà tạo ra file vector được, chúng ta có thể lưu lại với định dạng EPS. Đây mình sẽ để không nó không ha. Và ví dụ như là khi chúng ta tạo một cái chữ chẳng hạn như là Hoàng Phúc hay HP Photoshop chẳng hạn thế, thì khi lưu lại á, chúng ta có thể crop lại ha, crop lại cho nó gọn lại. Và ở bảng layer, layer của mình đâu rồi, Window layer, thì chúng ta sẽ tắt cái layer không đi,
nhớ là tắt cái layer không hoặc layer background đi ha, để chúng ta chỉ còn chữ thôi. Ở phía dưới nó ra những cái ô sọc thế này, và khi lưu lại chúng ta sẽ lưu lại với định dạng là PNG, để mà cái file PNG này nó sẽ lưu lại hỗ trợ chúng ta là có cái phần trong suốt, tức là khi lưu lại thì cái hình nó sẽ chỉ có phần chữ thôi, không có phần trắng. Nếu các bạn để là JPEG á, thì khi chúng ta chèn qua nhiều lớp hình chồng lên nhau nó sẽ lộ ra cái lớp nền trắng thì không đẹp. Lưu lại ha. Đó là với chúng ta sử dụng sửa soạn hình ảnh cũng như là chữ, chúng ta sử dụng trong Photoshop hoặc là trong Illustrator hoặc là AutoCAD, Corel gì đó. Corel chứ, AutoCAD không phải. Corel. Nói chung là chúng ta có thể tạo ra được hình EPS, hình vector thì khi ném vô nó sẽ không có bị vỡ. Còn với những bạn mà không biết sử dụng Illustrator hoặc là Corel, nói chung là chúng ta không biết tạo hình vector thì có thể sử dụng một cái phần mềm là phần mềm Magic Vector, thì mình có hướng dẫn ở một cái tút khác. Các bạn có thể coi ở đây. Các bạn click vô thì nó sẽ qua cái tút đấy, hoặc là tìm ở trong hpphotoshop.com một video tìm ha. Nó sẽ có cái tút là chuyển đổi từ vector sang chuyển đổi từ hình hình ảnh bình thường sang vector. Đó thì đó là cái bước chúng ta làm. Đầu tiên là khi bắt đầu ha, các bạn sẽ tạo một file mới ở trong PowerPoint và để là blank presentation, tức là để trống luôn, màu trắng hết. Đó, thì đây là một file mới của mình. Các bạn sẽ vào home ha, vào phần layout, và chúng ta chỉ sử dụng blank hoặc là chọn những cái này xóa bỏ đi cũng được. Nói chung là ở đây mình đang cần một cái bảng trống để chúng ta thêm hình hay là những cái các bạn muốn vào đấy. Đây là cái việc đầu tiên, đó là sửa soạn chữ, sửa soạn PowerPoint ha. Tuy nhiên còn một cái vấn đề nó phức tạp hơn chút xíu, đó là về nhạc. Về nhạc á thì mình có chuẩn bị một vài cái file nhạc, các bạn có thể rồi mình lấy lại coi file nhạc đây. Đây có một vài cái file nhạc các bạn có thể tìm sử dụng, như là đây có một số cái đây ha. Đó, như đây mình sẽ sử dụng cái đó. Ok, mình sẽ xài cái này luôn ha. Sử dụng cái Good Reason logo. Tức là đây chúng ta sử dụng những cái nhạc nó ngắn thôi, tức là khoảng cỡ từ 10 tối thiểu rằng 8 giây này chẳng hạn, tới khoảng 15 giây thôi, đừng có dài hơn, bởi vì nếu dài hơn á thì cái hoạt họa chúng ta nó phải nhiều để mà nó kín, nó đầy đủ nguyên cái khoảng nhạc 14 giây đấy, 14 15 giây đó. Như cái intro của mình là 14 giây. Thì ở đây mình chỉ muốn ngắn gọn, là chúng ta sẽ tốt nhất là chúng ta sẽ lựa chọn nhạc trước để chúng ta hình thành trong đầu mình là ở trong những cái đoạn đó nó có cái đoạn nào. Ví dụ như là đây ha. Các bạn nghe thử một lần. Thì từ cái đoạn nhạc này chúng ta sẽ liên tưởng ra là mình sẽ cần những cái gì. Ví dụ như là trong cái nhạc này á, thì đoạn đầu nó hơi nhanh và nó có vấn đề là hơi vui vui một chút xíu. Tuy nhiên là sau sau cái đoạn đấy rồi nó có một cái đoạn nó hơi peng cái nhẹ nhẹ đấy coi. Đó, cái đoạn này. Tức là chúng ta nghĩ tới là có thể là sau khi là những cái chữ logo lúc đầu nó chạy vô ở cái đoạn nhạc vui lúc đầu ha, thì tới cái đoạn sau này có thể là một cái câu hay là những cái link tới cái website của mình ngắn gọn xuất hiện ngay cái lúc nghe chữ beng đó. Thì đó là cái cách chúng ta phân tích. Đó, beng này hình như nó khoảng cỡ 4 giây 5 giây gì đó. Còn nguyên cái đoạn đầu. Đó, khoảng cỡ 4 giây đầu á thì nó vui. Thì có thể đoạn vui này bởi vì nó chỉ có 4 giây thôi, cho nên là mình có thể là mình sẽ thêm khoảng một hai cái hoạt họa thôi, không nên nhiều, bởi vì nếu mà nhiều quá thì chúng ta phải đẩy cái tốc độ nó nhanh lên. Tuy nhiên nếu như cái đoạn nhạc nó dài ấy, thì các bạn để khoảng cỡ trong vòng khoảng 5 giây thì chúng ta có khoảng một tới hai cái hoạt họa là tối đa thôi. Cái hoạt họa đây là cái gì, ý mình nói là những cái chuyển động này đó ha, nó trong khoảng mấy giây đó. Thì các bạn thể thấy đây là 4 giây thì đây chỉ có nhiều đây cái thôi. Đây, mình tắt cái này đi ha, chef. Đây cái trống của mình này. Đây thì mình sẽ lựa chọn một cái nhạc. Ý mình là chúng ta sẽ tìm một cái nhạc ngắn gọn vậy thôi. Có thể là cắt từ cái đoạn nhạc đó ra. Mình đây mình không thể nào có thời gian để mà hướng dẫn các bạn cách cắt.
Như là đơn giản nhất thì cứ cầm, chúng ta sẽ có cái nhạc ha. Khi chúng ta lựa chọn nhạc được rồi, chúng ta cầm và kéo vô, thả vào vòi, thả ra là sẽ vô. Hoặc là chúng ta sẽ vào insert ha, và đâu rồi, audio nè, audio on my PC này chẳng hạn, thế rồi search tìm ra cái tìm tìm thấy cái đường dẫn của cái nhạc đấy. Đó, ở đây thì mình đã có cái nhạc rồi ha. Thì đối với cái nhạc này thì bắt đầu chúng ta sẽ phân tích thử sao. Vậy thì cái đoạn đầu chúng ta nó nhạc nhanh nhanh như vậy thì mình sẽ chọn là hai cái cảnh. Thứ nhất là cái logo của mình nó chạy ra. Thứ hai nữa là cái tên của cái channel của mình nó sẽ hiện ra. Và tới cái bang cuối cùng thì nó sẽ hiện ra cái link tới cái channel của mình là htphotoshop.com chẳng hạn, thế thì nó xuất hiện vào lúc cái bang đó. Đó thì ở đây mình sẽ chỉ sử dụng ba cảnh đó thôi, là ngắn gọn thôi. Sẽ gọn lại chút xíu 100% đi. Có thể đập đẩy ra ngoài ha. Rồi chúng ta sẽ bật cái animation pen này lên bằng cách là vào thẻ animation ha và chọn animation pen. Đó, và chúng ta click vào trong cái này. Chúng ta start with preview. Lúc đầu nó thường nó sẽ nằm ở dưới cái trigger này ha, tức là khi chúng ta có cái tác động ở đấy thì nó mới chạy. Tuy nhiên là ở đây mình muốn cho nó không có tác động hết, nó chạy tự động luôn. Bởi vì như mình đã nói ngay từ đầu là chúng ta sẽ xuất video, và một cái điều kiện tốt nhất là khi chúng ta quay lại bằng PowerPoint á, thì tốt nhất là chúng ta để cho nó tự động, tức là chúng ta canh trước là cái khoảng thời gian nào là nó sẽ chạy ra, khoảng thời gian nào thì những cái hoạt họa nó xảy ra chẳng hạn thế, và tới bây giờ ngưng là nó xong thôi, không có cần chúng ta phải tác động vào lúc mà xuất file PowerPoint ra, chúng ta phải ngồi mà click canh chuẩn nữa, lúc đấy thì nó không có được tốt lắm. Thì đây chúng ta sẽ tạo cái này thành, bỏ cái trigger đi bằng cách là click ở đây ha và kéo lên trên để cho nó xuất hiện cái đường màu cam này thôi, thả ra là xong. Thì ok. Đó, thì chúng ta muốn chạy thử chúng ta cứ bấm play from ha. Lúc đầu ha. Thì sau khi đã chạy xong, chọn được cái nhạc rồi, rồi á thì chúng ta đã hình thành được là mình muốn cái gì rồi. Thì tốt nhất là chúng ta sẽ tạo một cái folder mới. Và mình sẽ đặt tên là intro tutorial kiểu thế. Và trong này mình sẽ lưu những cái bức hình mà mình muốn sử dụng để mà làm hoạt họa. Thì đây mình sẽ sử dụng một là logo của mình nè. Đó. Hai là Happy Photoshop nè. Ba nữa là những cái link, link đây chẳng hạn thế. Đây mình sẽ chỉ sử dụng ba cái thôi. Đó thì nói những cái như vậy. Ok. Ha. Mình sẽ đầu tiên là cái đoạn nhạc đầu. Đó, cái đoạn nhạc đầu thì mình sẽ lấy cái file logo, mình thumbnail lên cho dễ ha. File logo cho vào trước. Để chúng ta dễ căn chỉnh cái vị trí thì các bạn sẽ vào view ha và bật cái grid line cũng như là cái guide. Đó, thì đây nó sẽ ra được cái chuẩn này cho nó dễ. Thầy bật drone lên luôn cho chan. Đó, thì đây chúng ta có thể căn chỉnh được là ở giữa nó nằm ở đâu. Đó, chẳng hạn thế. Và chúng ta có một cái canh giữa là nó đây. Ok, view cho nó zoom ra chút xíu 66%. Rồi, 66%. Mình sẽ thu nhỏ nó lại một chút. Ok, ở đầu là nó sẽ chạy ra đây chẳng hạn thế. Mình tìm trước cái vị trí ha, để mà sau khi chạy cái đoạn đầu này nó sẽ chạy đâu. Ok, đây cái đoạn đầu. Thì bắt đầu mình sẽ tạo animation ha. Chúng ta sẽ click vào animation, và chúng ta sẽ vào là add animation. Và ở đây cái thứ nhất là hiệu ứng xuất hiện. Đối với những bạn nào mà chưa biết sử dụng PowerPoint, các bạn sẽ để ý như sau ở cái phần hiệu ứng màu xanh á, tức là hiệu ứng xuất hiện. Tức là nếu chúng ta trước khi chúng ta chọn cái này á, nếu chúng ta chọn cái này á thì trước khi xảy ra hiệu ứng
thì cái hình chúng ta nó sẽ không xuất hiện, và chỉ nó sẽ xuất hiện từ khi cái hiệu ứng này nó bắt đầu khởi chạy và nó chạy theo một cái hiệu ứng nào mà mình sử dụng. Ví dụ như là fade chẳng hạn, thế thì nó bắt đầu nó hiện mờ mờ dần. Mỗi cái như vậy nó có một cái riêng. Thứ hai là emphasis, thì emphasis này là cái hoạt họa diễn ra trong lúc mà cái file hình mà chúng ta đang sử dụng đó, cái file hình hoặc file chữ, file đối tượng object ấy, thì đang được chọn và nó đã xuất hiện ra rồi, có mặt ở trên cái này rồi, đó, đang có mặt rồi. Có thể là không có hiệu ứng xuất hiện nhưng mà miễn là nó đang có ở trên này thì nó sẽ chạy liên tục trong cái khoảng thời gian đấy. Thứ hai đó là exit, tức là exit tức là nếu chúng ta gán cái này cho cái đối tượng này thì sau khi hoạt họa nó chạy tới cái exit đó, thì cái đối tượng này nó sẽ biến mất khỏi cái form của mình luôn. Cho nên là mình sẽ bạn sẽ thấy nó hơi chồng chéo lên nhau. Đó, có thể lúc đầu nó sẽ hơi rối, các bạn chưa chưa hiểu lắm thì nó sẽ hơi rối. Tuy nhiên là ta sẽ dễ quản lý, mình sẽ là mình vừa thêm vào lúc còn mẫu ha, các bạn có thể chọn và bấm delete để xóa đi. Thì đây mình sẽ cho nó một cái hiệu ứng, đó là hiệu ứng chạy ra chẳng hạn thế. Ta có thể click vào click add more này để chúng ta click vào để xem thử luôn. Ta sẽ chọn những cái hợp lý. Các bạn để ý vào những cái nhạc với lại những cái hoạt họa nó phải, nó cũng dạng là nó phải có một chút gì đó nó tương đồng như thế. Và trong cái sử dụng này á, đa phần là chúng ta sẽ sử dụng theo thiết kế phẳng, nghĩa là nó không có quá rắc rối và phức tạp, nó chỉ có những cái hình ảnh nó ngắn gọn thôi. Ở đây mình cũng sẽ chỉ sử dụng những cái hiệu ứng nó sao nó sang trọng chút xíu thôi, chỉ di chuyển chạy ra chạy vô thôi, như vậy không đẹp lắm. Fly in chẳng hạn thế. Ví dụ như mình chọn fly in thì ở đây thì nó sẽ có cái effect option ha, tức là nó cho cái hướng chạy vô chẳng hạn thế. Thì đó là cái cách chúng ta sử dụng. Tức là ví dụ như là mình sẽ thêm cái face nữa ha. Và chúng ta có thể là thêm cái chạy 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 spin chẳng hạn thế. Thì đây mình sẽ ví dụ như là mình muốn thứ nhất là cái hình này nó chạy ra ha, thứ hai là cái hình nó sẽ diễn hoạt một chút xíu, mình sẽ cho cái nó sẽ click vào đây ha và cầm kéo lên chút xíu chẳng hạn, và tới thứ ba nó sẽ biến mất. Thì đây nó có một cái mục như sau, đó là nó sẽ hiện cái click chuột, có hình con chuột đây ha, tức là chúng ta sẽ phải click chuột trước rồi nó mới bắt đầu nó chạy. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái khác hơn, đó là hai cái chức năng khác. Ta bấm chuột phải vào trong cái hiệu ứng người ta muốn chọn ha, và nó sẽ xuất hiện như sau. Chúng ta sẽ chỉ để cần để ý hai cái ba cái phần trên này thôi. Thứ nhất là on click này là chúng ta không chọn, bởi vì chúng ta phải click click chuột thì cái hiệu ứng nó mới chạy. Còn cái mục thứ hai start with previous, tức là nó sẽ chạy cùng lúc với lại cái hiệu ứng ở trên. Còn một cái nữa là start after previous, tức là cái hiệu ứng chạy ở trên nó chạy xong hết rồi thì mới tới lượt cái ở dưới nó chạy. Hai cái ha. Thứ nhất là start with previous, tức là chạy chung, chạy cùng một lúc. Start after previous là nó chạy sau khi cái phía trước này nó chạy xong rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là tự động luôn, ta sẽ sử dụng là after hay previous để được, bởi vì nó là cái hướng đầu tiên. À không, nó phải with luôn, tại vì cái nhạc này nhiều khi nó chạy tới 14 giây rồi thì cái này nó mới chạy thì nó cũng hơi cực. Ở đây mình muốn nó chạy cùng một lúc, tức là vừa bắt đầu vào nhạc thì thằng này nó chạy ra luôn. Cái thứ hai là diễn hoạt ha, start after này. Ta sử dụng start with là cầm mà thì start with rồi ha, chúng ta sẽ đưa chuột và đưa con trỏ chuột vào trong hiệu ứng thì nó sẽ xuất hiện cái chuột hai đầu này, ta click và kéo đi. Chúng ta sẽ nhích qua một chút xíu, ở đây nó sẽ hiện ra là star trong mấy phần trăm, star lúc 0,6%, 0,6 giây. Ở đây nó end lúc 0,5 giây, tức là ở đây nó có một cái khoảng cách mình sẽ kéo nó vào tới 0,5 giây để vừa kết thúc cái này thì nó chạy lên luôn. Hoặc là các bạn có thể để nguyên vậy để chúng ta thấy là nó sẽ hiện ra ha, và trong lúc hiện ra nó sẽ xoay xoay, chạy cái xoay xoay này. Nếu như cái này nó các bạn thấy là nó hơi dài, cái tức là cái thời gian chạy nó hơi dài, các bạn có thể cầm kéo nó lại một chút xíu và start after.
start with previous thôi, kéo ra chạy ra chút xíu. Rồi đó là cái cách đơn giản đầu tiên. À, các bạn có thể thấy là bắt đầu nó chạy này. À, nó chạy trước ha, nó tới đây nó hiện ra, nó tới đây thì bắt đầu nó kết thúc cái việc là diễn hoạt, và bắt đầu của cái biến mất thì bắt đầu nó biến mất luôn. À, thì đó là cái nguyên tắc làm chúng ta. À, cho nên là đây mình sẽ làm, chúng ta có dựa trên đấy chúng ta thể phối hợp. Bắt đầu thì mình sẽ chọn ha, đây mình sẽ sử dụng là không sử dụng là cái gì đó xuất hiện nữa, mình sử dụng là spin luôn. Đó, và spin thứ hai nữa là mình muốn có một cái bước chạy tự động motion path này, tức là chạy theo cái đường mà mình vẽ. Đó, thì chúng ta có thể sử dụng nhiều đường, nên là mình sẽ sử dụng là custom path, và mình sẽ vẽ từ ngoài này vô, vẽ từ ngoài này vô ha, vẽ tới cái vị trí này của nó. À, có thể là mình sẽ cho nó đi đường cong, và cái đường cong đấy nó chạy cùng một lúc với lại cái xoay xoay. Các bạn thể ý là các bạn có thể tưởng tượng ra là cái kết quả chúng ta sẽ có là nó sẽ vừa xoay vừa nhảy, vừa xoay vừa nhảy, vừa xoay vừa nhảy tới cái này dừng. Đó, à, cách làm ta sẽ click chuột ha, và chỉ việc vẽ những cái đường cong vậy thôi. Ok, khi tới cuối là ta click đôi là nó sẽ ra. À, thì đó nó sẽ hiện ra thế này, và mình muốn nó diễn ra cùng lúc mình sẽ start after start with previous. À, và mình gọi đây để chạy thử nào. Đó, các bạn thấy là nó sẽ nó vừa xoay nó vừa đi. Ở đây chúng ta có thể làm cho nó chậm hơn một chút xíu, bởi vì mình thấy là lúc mà nó tới đây nó dừng rồi bắt đầu nó vẫn còn xoay xoay chút xíu, thì mình sẽ giảm giảm bớt cái thời lượng của cái xoay đi. Này lại đó, thật là nó vừa xoay và nó vừa chạy. À, chúng ta không cần phải có cái hiệu ứng xuất hiện, bởi vì cái lúc cái phần xuất hiện của nó là cái lúc này này, lúc khởi đầu của cái diễn hoạt á, nó nằm tít ngoài này, và ngoài này nó bị che khuất đi vì nó không xuất hiện. À, và khi nó bắt đầu nó chạy vào đây á, thì nó vừa diễn hoạt vừa chạy, vừa diễn hoạt vừa chạy, nó xoay 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 tới đây dừng. Đó, ok ha, thì đó là cái bước đầu tiên. À, cái thứ hai là mình sẽ cho cái chữ tiếp theo rồi vào. À, nó chạy vô chẳng hạn thấy HP Photoshop, cầm click kéo nha. Đây mình sẽ cho nó nhỏ lại, to quá. À, chẳng hạn thế. Và khi thằng này nó chạy xong rồi, bắt đầu tới thằng này nó hiện ra. À, là qua lại animation. À, ví dụ như là float in chẳng hạn thế. Float in thì mình sẽ không có fly in, float in. À, chắc là sẽ float in đi. À, start with previous ha. Và thằng này nó sẽ chạy sau khi thằng này nó hiện ra. Đó, chẳng hạn thế. Để chạy thử ha. Có vẻ không hợp lắm. À, mình muốn cho cái này nó chạy chậm chậm lại một chút. À, cho nó vừa to ra tí xíu. À, cầm kéo. À, căn chỉnh lại chút xíu để cho nó có vẻ là chạy vào giữa hơn. Ok. Đó, chạy thử lại. À, cái để ý đoạn nhạc ha. Để ý đoạn nhạc, bây giờ cái để ý đoạn nhạc và cái cách hiển thị của cái chữ HP Photoshop này ha. Nên, bây giờ mình muốn là cái chữ này á, lúc mà nó vừa đáp xuống á, là nghe cái keng là được rồi. Tức là vừa kết thúc cái đoạn nhạc vui vui á. Cho nên là mình sẽ tăng dài cái này ra một chút xíu. Như đây các bạn thấy là khi chúng ta đưa cái con chuột, trò chuột tới cái phần đầu cuối này ha. Nếu các bạn thấy khó quá, các bạn có thể click vào trong cái chữ second này và chúng ta zoom out, zoom in nhé. Đó, để nó hiển thị rộng ra một chút xíu để chúng ta dễ thấy. Thể dài cho nó dài ra chút xíu rồi chúng ta click lại chọn đây và nghe còn lại.
rồi đó. Và sau khi cái chữ này nó hiện ra rồi, các bạn để ý ha, mình cho cái bắt đầu là sau khi cái thằng này chạy tới đây rồi thì thằng này nó bắt đầu hiện ra, cho nên là lúc đầu các bạn không thấy nó đâu nha. Đó, nó không thấy. Đó, chỉ sau khi chúng ta chạy xong cái này rồi bắt đầu nó mới hiện ra, thì thằng này nó bắt đầu hiện ra này. Đó, và sau khi thằng này hiện ra rồi ta sẽ thêm một cái thằng nữa, ví dụ như là cái link của mình chẳng hạn, thế quét vào. Như là của mình sẽ cho nó hiện ra đây chẳng hạn, thế đó. Thằng này nó sẽ hiện ra sau khi thằng này chạy xong, và nó hiện ra đúng vào cái khoảng mà nghe chữ cái peng cái nhỉ. Chúng ta sẽ tìm thử những cái mẫu khác rồi. Tìm thử cái nào nhìn cho nó sang sang một chút xíu, nhưng không có fly in. Họ có thể sử dụng fly in luôn cho rồi. Fly in này thì mình sẽ cho nó từ dưới lên không. Ok, tạm thời mình sử dụng cái này đi. Mình cho nó là cái thứ hai, start with preview luôn, để chúng ta có thể chỉnh sửa được cái này. Và chúng ta để ý là nó sẽ train vào đúng cái khoảng cỡ cỡ 4,9 này chẳng hạn, ngắn gọn thôi. Như này cái mình nhớ ví dụ như là chạy đây, chạy cái chữ pen này nó khoảng cỡ 4 giây 5 giây đó, mình sẽ kéo nó lên tới giây thứ 5 chẳng hạn đấy, giây 5 đi. Và để cho nó nhanh cho nên là mình kéo cho nó nhỏ lại để cái hoạt họa nó nhanh hơn chút xíu. Giờ chúng ta nghe lại. Ok, đấy là sau khi chúng ta làm xong ha. Có thể là sau khi thằng này chạy xong hết rồi, bắt đầu là tới cuối cùng là tất cả những cái này bắt đầu nó mờ 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 dần, nó biến mất dần. Thì chúng ta có thể chọn chọn hết ha. Kéo cái chọn hết, hoặc là click đè phím control và click thêm vào, click thêm vào, và cho nó một lúc face chẳng hạn thế, và thằng này nó chạy previous và nó sẽ chạy sau thằng này một khoảng cỡ lúc 7 giây chẳng hạn đấy, sẽ đưa nó đến 7 giây, đưa lên 7 giây. Tức là chúng ta chọn hết tất cả cái chi tiết mà nó đang hiện ra ở trên màn hình sau khi thằng cái số 6 này chạy xong ha. Cái nào còn hiện ra chúng ta chọn và cho chúng nó một cái hiệu ứng tắt. Như ở đây mình sử dụng cái hiệu ứng face chẳng hạn thế. Thì chúng ta coi lại này. Và các bạn để ý là cái số 4, số 5, số 6 này nó đang biến mất cùng một lúc ha. Nhớ nha. Chọn lại cái trên đầu ha và frame. Đó, thì nó biến mất. Đó là coi như là xong cái bước làm chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lưu lại với dạng file là video. Chúng ta sẽ vào file ha. Thay vì chọn save hoặc là save as, chúng ta sẽ sử dụng là export. Nhớ export ha. Ta sẽ click vào export nè. Ta sử dụng là create video. Create video ha. Ở cái này, cái dòng phía trên á, là nó hiện ra thì là nó đang quy định về cái definition display, tức là cái kích thước á, thì chúng ta sử dụng là large là 1280 x 720, tức là tối đa của cái PowerPoint 2013 này nó chỉ hỗ trợ là 720p HD 720p thôi. Ta sẽ sử dụng này ha. Và ở cái dòng thứ hai á, chúng ta sẽ sử dụng là don't recording timing and navigation navigation narration. Có thể review lại chút xíu ha. Các bạn có thể đã thấy là cái chữ HP Photoshop nó hơi mờ. Nếu như nó muốn cho nó không mờ thì có thể như lúc đầu mình đã nói rồi, có thể sử dụng là cái đổi ra EPS, đổi ra vector. Đó. Đây thì second span for X-Line này nó không quan trọng lắm, nhưng mà tốt nhất thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó lên bằng với lại cái số giây của cái nhạc chúng ta. Như cái nhạc hồi nãy mình để là 8 giây thì đây nó là 8 giây.
để cái dây lúc đầu á ha. À, đâu rồi cái nhạc đâu rồi, desktop thì cái nhạc ha, như cái nhạc này là 8 giây này. Đã, các bạn có thể coi cái length độ dài đó, 8 giây. Thì đây mình sẽ để 8 giây và click vào create video. Ở đây nó sẽ bắt đầu nó hỏi mình là lưu ở đâu. Ta sẽ lưu desktop ha. Và mình sẽ lấy cái này là tút intro PowerPoint chẳng thế, ta để là có thể sử dụng là WMV hoặc là MP4. Mình sẽ dùng MP4 luôn cho anh. Và click save thì đây nó sẽ bắt đầu nó chạy ha. Creating video tutorial PPT. Đó, nó chạy xong rồi đó. Thì đây chúng ta tạm thu gọn lại thì chúng ta sẽ thấy là ở desktop nó xuất hiện ra một cái video. Và cái video này chính là cái file intro mà ta vừa tạo được. Để mở ra coi thử ha. Xong rồi, được một cái intro rồi. Khá là ngắn gọn này. Ê, đây mình sẽ lưu lại cái file này. Save as. Tốt nhất ta nên lưu lại cái file PowerPoint này, tốt nhất là có thể là khi nó cần để sửa lại được chẳng hạn thế. Mình sẽ lưu lại. Rồi, ok. Đó thì đó là cái cách chúng ta tạo bằng tạo intro clip bằng PowerPoint. Và hy vọng là các bạn có thể sử dụng PowerPoint để chúng ta sử dụng cái tool này, những cái kỹ năng mà mình sử dụng trong cái hướng dẫn cho các bạn trong cái tool này để mà áp dụng vào nhiều việc khác hơn nữa, không chỉ là cái về intro clip chẳng hạn hết, có thể là vào cái file thuyết trình của các bạn trên lớp hay là trên công ty hoặc là trên đó đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tool này, nếu thích thì nhớ share cho mọi người coi luôn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi tool này ha, nhớ like, subscribe và share như thế này nào. Rồi, cảm ơn các bạn.